kế hoạch bắt cóc bà Nhàn IC về Việt Nam. Tô Đại đang đâm đầu vào chỗ chết. Chủ tịch nước Tô Lâm đã trở thành người tạm quyền Tổng Bí thư, lãnh đạo Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Tuy nhiên, vẫn còn câu hỏi lớn đặt ra là ai sẽ trở thành Tổng Bí thư tại kỳ đại hội 14 sắp tới đây. Giới phân tích phương Tây thì tin rằng ông Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, sẽ là người có quyền lực tuyệt đối trên chính trường Việt Nam. Hiện nay trên mạng xã hội loan truyền tin tức Chủ tịch Tô Lâm đang tìm mọi cách để loại Thủ tướng Phạm Minh Chính ra khỏi cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư để độc chiếm quyền lực cao nhất trong đảng. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ cho Thời báo chấm đê biết rằng từ lâu Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã cho tay chân trong bộ tiến hành lùng sục để tìm ra các bằng chứng tham nhũng nhằm phế truất Thủ tướng, nhưng cho đến nay vẫn không thành công. Đặc biệt, Tô Lâm xoáy vào vụ án công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ tịch hội đồng quản trị. Bà Nhàn có mối quan hệ với nhiều giới chức lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, trong đó có các tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính bị cho là có mối quan hệ gắn bó trên mức tình cảm với bà, và sự cáo buộc này đã gây không ít phiền toái cho ông Chính. Hiện bà Nhàn đã bị nhà nước Việt Nam truy nã. Trước đây, Tổng Trọng và Bộ Công an lợi dụng vụ án Nhàn IC để tìm mọi cách loại ông Chính ra khỏi ghế Thủ tướng. Trước Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa 13, Tổng Trọng đã nhiều lần tuyên bố bóng gió rằng trốn mãi cũng không thể trốn được đâu, bà con chờ xem, nhà nước sẽ đưa về để xử lý. Nhưng cho đến khi ông Trọng qua đời thì tuyên bố đó vẫn chưa trở thành hiện thực. Nguồn tin nội bộ cũng cho biết Tô Lâm và Bộ Công an đã bất lực trong việc tìm bằng chứng tham nhũng của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Dẫu rằng trong thời gian qua, Bộ Công an đã bằng mọi biện pháp nghiệp vụ để tìm bằng chứng từ những nhân viên còn lại của công ty IEC. Theo đó, Bộ Công an đã cho bắt giữ và kêu lưu các nhân viên IEC, trong đó có lái xe, thư ký của bà Nhàn và thậm chí còn đang truy tìm cả người giúp việc của bà Nhàn. Tô Lâm muốn Bộ Công an tìm được bằng chứng, chứng cứ liên quan đến nhân vật trung gian, người trực tiếp cầm tiền của bà Nhàn đưa cho ông Chính. Nhưng cho đến lúc này, kể cả việc Bộ Công an tiến hành câu lưu và làm việc với ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, thì cũng không đạt được kết quả như mong muốn. Điều đó cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính rất cao tay, không để lại bất kỳ dấu vết nào để Bộ Công an có thể khai thác cả. Thông tin nội bộ còn cho biết Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an chỉ còn một cách duy nhất để tìm ra bằng chứng tham nhũng của ông Chính, đó là bắt cóc bà Nhàn từ Cộng hòa Liên bang Đức để đưa về Việt Nam. Giống như họ đã từng bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào hồi tháng 7 năm 2017. Tuy nhiên, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sau đó đã bị giới chức Đức và Slovakia cũng như Liên minh châu Âu phanh phui. Đây là trở ngại rất lớn đối với ông Tô Lâm và Bộ Công an nếu liều lĩnh xâm phạm chủ quyền của các Đức và Liên minh châu Âu một lần nữa để bắt cóc người. Hơn thế nữa, theo nguồn tin nội bộ, bà Nhàn đang tị nạn chính trị tại Đức và được tổ chức bảo vệ rất chặt chẽ với nhiều tầng, nhiều lớp. Bảo vệ bà Nhàn không chỉ có lực lượng cảnh sát của nước sở tại, mà còn có lực lượng an ninh chìm của Tổng cục 2 và Tổng cục Tình báo quân đội kiểm soát 24/24. Được biết, Bộ Quốc phòng bảo vệ bà Nhàn như bảo vệ con người của mắt mình, vì bà Nhàn là người nắm giữ rất nhiều bí mật liên quan đến các hợp đồng mua sắm vũ khí của Việt Nam. Đây là những bí mật quốc gia được xem là tuyệt mật, kể cả Bộ Công an cũng không được phép biết. Điều đó cho thấy nếu có một kế hoạch bắt cóc bà Nhàn, chắc chắn sẽ không thoát được con mắt của Tổng cục 2. Tô Lâm và Bộ Công an đừng có mơ đâm đầu vào chỗ chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin kế hoạch bắt cóc bà Nhàn IC Việt Nam, Tô Lâm đang đâm đầu vào chỗ chết. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kế hoạch nội công ngoại kích, chặn Tô Lâm vào ghế Tổng Bí thư. Theo giới quan sát, chính trường Việt Nam trong thời gian gần đây có nhiều diễn biến giống như giai đoạn trước đại hội lần thứ 12. Trên mạng xã hội liên tục xuất hiện hàng loạt các thông tin nhạy cảm về Chủ tịch Tô Lâm khiến nhiều người nhớ lại trang chân dung quyền lực vào hồi năm 2014.
luật sư nhà báo Lê Quốc Quân viết trên trang Facebook cá nhân rằng trên mạng xuất hiện một tấm hình với ông Tô Dũng, công ty Xuân Cầu ghép cùng với nhà cửa ông ấy và nhà của Tô Lâm. Câu hỏi đặt ra với bức hình này là nhà anh hay nhà em, nhà ai to hơn? Theo ông Quân, mức lương của chủ tịch nước với hệ số cao nhất là 13,0 vào khoảng 30,4 triệu đồng mỗi tháng, tương đương với 1.200 đô la. Làm sao Tô Lâm có thể mua được một căn nhà đắt tiền đến như vậy? Nguồn tin nội bộ cũng tiết lộ với Thời báo .d một số thông tin động trời đáng chú ý là một danh sách tỷ phú đô la Mỹ trong ngành công an. Theo đó, danh sách này gồm những người giàu nhất trong ngành hoặc xuất thân từ ngành công an, chưa kể tới rất nhiều tướng tá chỉ ở hàng triệu phú đô la. Theo thứ tự người giàu nhất hiện nay, mà cụ thể là thứ nhất là ông Tô Lâm, chủ tịch nước, cựu bộ trưởng Bộ Công an. Xếp thứ hai là Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Xếp thứ ba là Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu. Xếp thứ tư là Nguyễn Đức Trung, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Nguồn tin nội bộ còn tiết lộ thêm Thiếu tướng Trần Văn Thiện là đệ ruột của Vương Đình Huệ, hiện là Cục phó Cục Cảnh sát quản lý trại giam C10 Bộ Công an, sẽ lên nắm giữ chức vụ Cục trưởng Cục C10, kế nhiệm Trung tướng Lê Minh Hùng, anh trai của trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, sắp nghỉ hưu. Theo đó, đại gia đồ bành Thân Đức Nam đã đầu tư tới 2 triệu đô la cho tướng Thiện để mua chức Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam C10. Bên cạnh đó, dồn dập có hàng loạt tin xấu liên quan đến chủ tịch Tô Lâm trong bối cảnh chuyển giao quyền lực tổng bí thư không được suôn sẻ như dự tính. Bất kể giới phân tích quốc tế thì vẫn khẳng định chủ tịch Tô Lâm là ứng viên sáng giá nhất đã đặt một chân vào ghế tổng bí thư. Một trong những lý do khiến cho Tô Lâm được tổng lựa chọn và được Bộ Chính trị tạm đồng thuận vì ông là một lãnh đạo ngành công an có kinh nghiệm, nắm giữ nhiều thông tin mật, kể cả hồ sơ đen về các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Tuy nhiên, Tô Lâm không phải là người trong sạch. Ông bị cáo buộc dính dáng đến vụ bê bối Mobile Phone mua 95% cổ phần của tập đoàn AVG, đã làm thất thoát của nhà nước khi đó hơn 7.000 tỷ đồng. Trong vụ án này, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bị cáo buộc đã tiếp tay bằng các công văn mật hay tuyệt mật để cản trở việc điều tra, xử lý vụ án này. Vào cuối tháng 10 năm 2021, Tô Lâm lại dính tới bữa tiệc bê bối thịt bò rát vàng ở thủ đô London, Anh Quốc, trong lúc người dân Việt Nam từ Bắc đến Nam đang vật lộn và bị chết rất nhiều vì Covid-19. Đến mức Tổng trọng đã phải nhắc khéo Bộ trưởng Tô Lâm tại hội nghị cán bộ chổ chốt vào tháng 6 năm 2022 rằng miếng ăn là miếng tồi tàn, kém ăn một miếng lộn gan lên đầu, hay nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông xuống, người ta trông vào. Ông Tô Lâm là một lãnh đạo cấp cao có số phiếu tín nhiệm thấp nhất trong tổng số 6 ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ các chức vụ do Quốc hội bầu. Đồng thời, Tô Lâm cũng bị đánh giá là không đủ tư cách và phẩm chất đạo đức để trở thành Tổng Bí thư. Theo giới quan sát, hiện đang có một kế hoạch tỉ mỉ và bài bản nhằm chặn đường tiến đến chiếc ghế Tổng Bí thư của Chủ tịch nước Tô Lâm. Kế hoạch đó có thể liên quan đến việc báo Quân đội Nhân dân vào ngày 25 tháng 7 đưa tin ngành điều tra hình sự quân đội quyết tâm không để bỏ sót tội phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin kế hoạch nội công ngoại kích chặn Tô Lâm vào ghế Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d